Chào các em, chúng ta giải vòng số 4 Willembeck của khối lớp 6. Hy vọng là gặp nhiều câu khó. Rồi, tập hợp các số có hai chữ số, có tổng hàng chục và đơn vị bằng 4, mà chục lớn hơn đơn vị. Nó chính là tập hợp này. 3, 1, 4, 0. 3 mũ 2 là 9 nhân 10, 90, đứng sát nhau luôn. Những số n chia hết cho 3 mà nhỏ hơn 7. Đây, 0, 3, 6 là chia hết cho 3. Cái này các em tính ra sẽ bằng 32. Rồi, hai cái này vậy phải đi với nhau rồi. Các em tự tính ha. Tìm hai số biết tổng của chúng. À, cái bài này thầy đã làm ở nít trước rồi nghe. Các em qua cái nít 1 các em coi. Còn cái bài giải này là bà đang là thầy làm cái nít thứ 2 ha. Thầy sẽ không giảng lại cái bài này nữa, mất công lắm. Hai số cần tìm là 3 và 6. Rồi, cái này thì bài lạ thì thầy sẽ giảng. Tổng hai số, thầy gọi là x và y đi, là bằng 180. Ở thương của phép chia số lớn cho số bé là bằng 2, có nghĩa là x là số lớn đó gấp đôi số bé. Yeah, vậy nhé. Vậy số bé là 1 phần, còn số lớn là 2 phần. Vậy tổng số phần là 3 phần ha. Tổng số phần là 3 phần, mà phần chính là số bé luôn đó. 3y thì bằng 180. Từ đây suy ra y, cái phần y đó là bằng 60. Vậy số lớn là bằng 120, 2 phần mà. À, hai số đó là 120 và 60. Nó đây kìa. Tiếp tục. Hiện nay mẹ toán tuổi ha. Thầy không có giải theo kiểu tiểu học nữa đâu nghe. Thầy sẽ giải theo kiểu đại số hóa ha. Hiện nay mẹ gấp 4 lần tuổi con, vì mẹ sẽ bằng 4 con. M bằng 4C. M là tuổi mẹ, C là tuổi con. Tổng tuổi của mẹ và con là bằng 50. Như vậy là mẹ 4 phần, con 1 phần, tổng là 5 phần. Tổng 5 phần là 50, vậy mỗi phần là 10. Vậy con là 10 tuổi, còn mẹ là 40 tuổi. Sau bao nhiêu năm nữa thì tuổi mẹ sẽ nhiều hơn tuổi con, một số bằng 2 lần tuổi con. Bây giờ hiện tại là con 10 tuổi, mẹ 40 tuổi. Sau x năm nữa, các em, thì lúc này con sẽ là 10 cộng x tuổi, còn mẹ là 40 cộng x tuổi. Và lúc này á là mẹ chắc chắn là hơn tuổi con. Mẹ sẽ bằng con, tuổi con đó, rồi cộng thêm một số bằng 2 lần tuổi con. Như vậy là tuổi con rồi cộng thêm 2 lần tuổi con nữa thì mới bằng tuổi mẹ khi đó. Tức là 10 cộng x đem nhân cho 3 thì mới bằng tuổi mẹ là 40 cộng x. Rồi các em giải bài toán tìm x này. Phân phối này, 3 x 10 là 30. 3 x x là 3x bằng 40 cộng x. Bây giờ mình sẽ giãn lực hai vế. Bên này thầy gọi là vế trái, bên này thầy gọi là vế phải, đang thăng bằng nhau nè. Bên này 30, bên này 40. Vậy thầy bỏ hai vế mỗi bên 30 đi. Vậy bên trái là còn 3x, còn bên phải là còn 10 cộng x. Rồi, bên trái là 3 lần x, còn bên phải là 1 lần x cộng 10. Vậy thầy lại tiếp tục bỏ hai bên, mỗi bên bỏ 1 lần x đi. Vậy bên trái chỉ còn 1 lần x thôi, còn bên phải là 10. Giãn lược hai bên đó các em. Bên trái là 3 lần x, tức là 1 lần x cộng 2 lần x.
còn bên phải là 1 lần x cộng 10, vậy có nghĩa là 2 lần x bằng 10. Từ đây suy ra x sẽ bằng 5. Như vậy là sau 5 năm nữa kìa. 5 năm nữa. X là x năm nữa thì đó chính là số mình đang cần tìm luôn. Cái này sẽ bằng 168. Ở nít trước đã làm rồi. Cái bài này cẩn thận coi nó hỏi cái khác ha. Cho đường thẳng xy điểm O nằm trên. Bài nít trước làm rồi mà sợ hỏi cái khác thôi. O thuộc đường thẳng trên xy lấy MN sao cho M nằm giữa O và N. Như vậy tia đối của tia MO là cũng sẽ xuất phát từ M nhưng mà đi với hướng ngược lại MO, là sẽ là hướng MN hoặc là MI. Mà ở đây không có MI, vậy là MN. Tổng 5 số tự nhiên liên tiếp. Cái này hồi nãy làm rồi các em nhé. Ở nít trước mình làm rồi. Mà thầy không nhớ đáp án bằng bao nhiêu chứ. Hình như là 15. 15 các em. 15. Nếu thầy nhớ không lầm. Các em dỡ lại nít trước coi nha. Mở video nít trước rồi. Thầy tải lên rồi đó. 15. Rồi. Cho điểm O thuộc đường thẳng xy. M thuộc TOX. N thuộc tia OA. Tính số tia trong hình vẽ. Tính cả tia trùng nhau. Như vậy sẽ có tia gì? MX nè. MO nè. MN nè. MI nè. Thầy lấy điểm M làm móc thì có 4 tia. MX, MO, MN, MI. Giờ thầy lấy điểm O làm móc thì có tia OX, OM, ON, OI. Giờ lấy điểm N làm móc thì có tia N, NM, NO và NI. Vậy có tất cả 12 tia. Các em tu tới tu lui nghe lời thầy đọc đó, các em sẽ hiểu nha. Cái này bấm máy rồi. 250 chia mở ngoặc 650 trừ mở ngoặc 4 nhân 5 mũ 3 cộng 2 mũ 2 nhân 25 đóng ngoặc bằng 5 các em. Trong túi có 4 đỏ, 9 xanh, 11 vàng, 4 trắng. Hỏi phải lấy ra ít nhất bao nhiêu viên bi để chắc chắn có 6 viên cùng màu. Mấy cái bài này thì các em cứ tính cái trường hợp mà nó xấu nhất nha. Giờ các em tính trường hợp mà xui xẻo nhất thôi ha. Giờ các em lấy ra 4 viên đều trắng hết. Như vậy là không có bi nào cùng màu, không có 6 viên cùng màu. Rồi giờ các em lấy tiếp là 5 viên xanh. Chứ không được lấy 6 viên xanh, lấy 6 viên xanh là thành cùng màu mất. Rồi, trường hợp mình xui thôi, mình lấy 4 bi trắng rồi. Rồi tiếp tục mình lấy 5 bi xanh. Như vậy là xích được 5 viên cùng màu. Rồi các em lấy tiếp là 5 viên đỏ nữa. Rồi các em lấy tiếp 5 viên vàng nữa. Vậy là cái anh à, xui lắm. Anh lấy tới nãy giờ là bao nhiêu viên rồi? 19 viên rồi. 19 viên mà trong đó có 5 xanh, 5 đỏ, 5 vàng và 4 trắng. Vậy xích nữa là được 6 viên cùng màu đúng không? Bây giờ các em lấy thêm viên nữa thì chắc chắn nó là viên xanh hoặc viên đỏ hoặc viên vàng rồi. Trắng mình lấy hết rồi. Không? Như vậy là ít nhất các em sẽ lấy 20 viên. 20 viên thì sẽ có 6 viên cùng màu thôi. Thầy nhắc lại, lấy 4 trắng, 5 xanh, 5 đỏ, 5 vàng là 19 bi rồi đó. Giờ lấy thêm viên nữa thì chắc chắn lần này sẽ dính 6 viên cùng màu. 20 ha, ít nhất là 20 viên. So sánh hai số này thì các em có thể dùng máy. Thầy lấy một ví dụ cho các em coi. Dùng máy cho nhanh. Dùng máy ấy nấy lương tâm á hả? Hoặc là dùng tính chất phân phối tách ra thôi. 6, 7, 7, 1
nhân cho 8 3 30 thì nó bằng 56 triệu 402 gì đó. Còn 6770 nhân cho 8331 thì 56 triệu 400. Hồi nãy là 56 triệu 402, cái này 56 triệu 400, vậy cái A lớn hơn rồi kìa. Em dùng tính chất phân phối em tách ra vẫn được nha. Rồi bài thi số 3. Vượt mê cung. Lần này thầy sẽ giải hết tất cả những ô trên đây luôn kìa. Y bằng 4, xin lỗi, bằng 3. Chia 126 cho một số, ta được số dư lớn nhất là 25. 126 chia cho số nào đó không biết, nhưng mà dư lớn nhất là 25. Vậy số đó là 26 rồi, số chia là 26 rồi, thì số dư nó mới ra 25 là lớn nhất. Này dễ quá. 43. Ố, thầy quên gõ đáp án mà là để ấn enter luôn, xin lỗi các em nha. Rồi 8 864 nhân 48 trừ 432 nhân 96 là bằng 0, cái tử bằng 0 à. Vậy cái phân số nó bằng 0 luôn, chứ tính toán chi nữa cho mệt. Rồi tổng của 3 số A cộng B cộng C đi, là số lớn nhất có 3 chữ số, 999. Nếu lấy số thứ nhất chia cho số thứ hai được thương là 5 dư 3. Vậy A chia B được 5 dư 3, tức là A bằng 5B cộng 3. Lấy số thứ nhất, số thứ nhất hơn tổng hai số còn lại, tức là trừ cho tổng của hai số còn lại, thì sẽ ra chênh lệch là 7. Rồi dễ thôi các em. Số thứ nhất là A hơn tổng hai số còn lại bằng 7, có nghĩa là tổng hai số còn lại á là bằng số thứ nhất trừ đi 7. Rồi giờ các em chú ý cái công thức đầu tiên ha. Số thứ nhất cộng cho tổng của số thứ hai và số thứ ba là bằng 999, mà tổng của số thứ hai và số thứ ba là bằng hiệu của số thứ nhất với lại 7, thì thầy thay vô đây thôi. B cộng C thầy có thể thay bằng A trừ 7. Vậy các em có một công thức là A này, rồi cộng cho A trừ 7 thì bằng 999. Như vậy là ta sẽ có 2A trừ đi 7 bằng 999. Từ đây các em sẽ suy ra là A bằng 999 cộng 7 rồi đem chia đôi, vậy là bằng 503. A bằng 503, đó là số lớn nhất đó các em. Cái này ta bấm máy thôi. 25 nhân 6 trừ cho 64 chia 8 là bằng 142. Tập hợp các số chẵn có hai chữ số chia hết cho 3. Những số chẵn có hai chữ số chia hết cho 3, số chẵn đầu tiên là 10. Nhưng mà đâu có hết cho 3 đâu. Vậy là 12. Tiếp theo là 15 chia cho 3 nhưng mà là lẻ mất rồi, vậy lấy 18.
Tiếp theo là 21 không được, 24 ha. Cứ như vậy, cứ như vậy cho tới 99. 99 là chia hết cho 3 nhưng mà không phải số chẵn. Như vậy ta trừ lui 3 đơn vị là 96. Vậy các em thấy giải cách đều ha. Lấy 96 trừ 12 rồi chia 6 cộng 1 là bằng 15 số các em. Có 15 số tất cả. Rồi ta coi thử hai cái ô bên này là cái gì. Rồi A là tập hợp các số tự nhiên có hai chữ số chia hết cho cả 2 và 5. À, cái này ở nick trước mình làm rồi các em. Vậy tập hợp A là 10, 20, 30 cho tới 90. Tập hợp B là những số có hai chữ số chia hết cho 9. Thì các em thấy là phần chung của hai tập hợp này chỉ có số 90 thôi. Trong tập hợp A lớn chỉ có số 90 là chia hết cho 9 thôi. Như vậy là số phần tử vừa thuộc A vừa thuộc B là chỉ có số 90 thôi. Đó là tức là có một phần tử thôi. À, cái này ở nick trước thầy cũng làm rồi ha. Dư 1 cái. Dư 1. Ồ, có chừng lộn á. Dư 2 cái. Ở nick trước có một bài tương tự. Các em mở nick trước ra. Các em coi cách giải. Cách giải kỹ càng của thầy á. Còn đây nhiều em mò luôn. Lấy số A, lấy một ví dụ số A, lấy một ví dụ số B rồi nhân nhau chia cho 3 luôn. Cách làm này cũng ra kết quả nhưng mà thầy không có khuyến khích đâu nha. Nó gọi là mò mẫm thôi. Rồi. Chúng ta nộp bài. Ô thôi chết, quên. Thầy quên giải những ô còn sót. Thôi để nít 3 thầy giải cũng được, không sao cả.